Chào các bác nha. Hôm nay bên em giới thiệu cái ngô, một dòng loạt ngô này. Đây, đây là ngô ngô vàng ngọt nha. Hàng này là hàng của Chia Tai của bên Thái Lan. Một gói này là 20 gram ạ. Nó rơi vào khoảng tầm 100 hạt ạ. Đây. Đó. Một gói này là 20 gram nhé. Đó. Đây thêm một loại nữa, đó là ngô trắng, ngô nếp trắng đấy ạ. Gói này thì sẽ được 10 gram nha. Đây của hãng Incosit. Hàng nguyên bao bì của Thái đây nha. Đó. Ngô này. Còn đây sang đến dòng ngô, ngô tím đen. Ngô tím đen này thì là một trong những loại mà bắp to hơn hẳn so với các dòng ngô tím của bên Thái. Thì cái này nó tím đậm hơn, người ta gọi là tím đen. Hãng này là của hãng OP này. Một gói này được 15 gram ạ. Đó, được 15 gram cho các bác nha. Các bác nào đã từng trồng quý ngô này rồi thì biết ăn nó sẽ dẻo, hơi dẻo này. Và bắp của nó sẽ to này. Đó. Cái thời gian mà sinh trưởng mà để thu hoạch được các cái loại ngô này thì nó rơi vào khoảng tầm chỉ 50-60 ngày đổ lại thôi. Thì các bác nhớ là thu hoạch lon một chút nha. Thì ăn nó sẽ không bị cứng. Đây còn cái loại này thì là sẽ là loại là ngô tím Thái này. Đó, của hãng Dynamixit. Một gói này thì bây giờ người ta đóng được là 15 gram. Nó rơi vào khoảng tầm 50 hạt ạ. Lưu ý một chút là cái ngô này nhá các bác nhá. Cái ngô này các bác thu hoạch lon một chút cho em. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm 45 đến 50 ngày thôi là chúng ta thu lon nha. Nếu như các bác mà thu già ấy thì cái bắp của nó sẽ rất là cứng. Đó, bắp rất là cứng nha các bác nha. Cái loại này thì bắp của nó sẽ nhỏ. Nó nhỏ hơn so với loại này. Đó, cái loại này thì nó sẽ to hơn này. Và cái bắp này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đó. Thì loại này sẽ là ngô tím nha. Ngô tím đây, còn đây là ngô tím đen, tức là tím đậm hơn. Đây ạ. Đây cũng là cái loại ngô ngô tím hàng của Thái Lan, hàng cân thì bên em đã đóng gói ra đấy. Tức là cái ngô tím này hay là cái ngô tím nữ hoàng hay là bắp nữ hoàng thì nó đều là một loại các bác nha. Chẳng qua là người ta đặt tên là như vậy thôi. Cái gói này thì bên shop sẽ đóng gói được là đóng gói ra là sẽ được 20 gram nha. Đó. À, đây là của bao bì Ninsit này. Thế còn cái này nguyên bao bì người ta chỉ được có 15 gram thôi, rất là ít hơn. Đây còn một dòng này nữa, đấy là ngô đen nha các bác nha. Ngô đen này thì cũng là hàng của Thái Lan luôn này. Và đó là cái bao bì là hàng một cân luôn. Thì một gói này thì bên shop sẽ đóng gói là được 20 gram. Hạt của nó, à cái bắp của nó nhỏ thôi, thế nhưng mà nó ăn sẽ rất là dẻo ạ. Ngô đen này là sẽ là một cái dòng là ngô ăn dẻo nhất trong các cái loại như ngô tím với lại ngô tím đen này nhá. Đây, cũng thời gian thu hoạch nó cũng ngắn ngày thôi. Nó cũng như là cái ngô tím này nó chỉ khoảng tầm 50 đến 60 ngày thôi. Đó, đấy ạ. Da màu đen luôn các bác nhá, hàng này hàng chuẩn đấy ạ. Đây còn một loại này nữa thì đấy là ngô cẩm hồng nhá. Ngô cẩm hồng này là của hãng Zuijia. Thì da thì nó sẽ có như thế này, màu này. Màu tím đậm này, màu hồng này, màu trắng này. Đấy, người ta gọi là ngô cẩm hồng. Một gói này sẽ được là 15 gram ạ. Đó. Cái thời gian thu hoạch thì nó cũng ngắn ngày thôi. Cũng 50 đến 60 ngày nha. Đấy. Còn đây một loại nữa. Một loại nữa đây là ngô cầu vồng. Đấy, ngô cầu vồng này thì nó sẽ đan xen lẫn là màu vàng nhạt, vàng đậm, màu trắng, rồi là màu sô cô la, rồi màu đen các thứ. Đấy. Một gói này cũng 15 gram nha. 15 gram. Đấy, đấy là về ngô ạ. Đây thì sang bên này bên xem sẽ giới thiệu hàng dòng đu đủ nha. Đây, đây là đu đu đủ phun kẹt. Đu đủ phun kẹt này là hàng của Incosit. Một gói này nó rơi vào khoảng tầm rồi, ở đây người ta đóng gói là 0,2 gram thì như bên shop đã đếm bóc gói ra và đếm là được 25 đến 30 hạt, có khi là có gói thì được 40 hạt, tức là cái này là người ta đóng gói bằng máy nhá. Cái đây là cái dòng quả dài, quả dài bên trong ruột đỏ cam nha. Đó, dòng quả dài bên trong ruột đỏ cam ạ. Còn đây đây là đu đủ Hà Lan. Đây, hàng F1 của hãng Chia Tai, một gói này được 15 hạt. Đây. Đây là quả loại quả tròn tròn nhá. Đây đây cũng là một dòng đu đủ phun kẹt. Đây là của hãng Lion Seed. Đó. Đây, đây của hãng Lion Seed nha. Một gói này được 160 hạt, quả cũng dài.
ruột cũng đỏ cam luôn.